quân tượng văn với sông xuyên thư cẩn trọng làm nhiệm vụ khóc bao sư tỷ vsc tiểu nải cẩu cùng tiểu chó săn không kẻ hở hoán đổi bạch thiết hát sư đệ tô lệ ly vượt qua xuyên thư phong trào xuyên vào một quyển tu chân tiểu thuyết bên trong pháo hôi nữ phối trên người vì hoàn thành hệ thống ba cái nhiệm vụ nàng cẩn trọng cần cù chăm chỉ thật lòng là thiên địa có thể dám vì hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất để cho nam nữ chủ he nàng làm bà mai giống như mẹ ruột của nam nữ chính quan tâm. Vì hoàn thành nhiệm vụ thứ hai, ngăn cản tiểu sư đệ hắc hóa. Nàng lại càng làm bảo mẫu mù mụ, sợ tiểu sư đệ ngã, đói bụng. Để hoàn thành nhiệm vụ thứ ba, tìm người định mệnh của mình và công lực hắn. Nàng lại xem mắt vô số, cuối cùng chọn nguyên thư nam nhị thật sự muốn bá vương ngạnh thượng cung. Đáng tiếc, sau đó về sau, nam nữ chủ vẫn như cũ hiểu lầm trùng trùng, hướng về bè phát triển. Tiểu sư đệ hắc hóa giá trị mãn, muốn hủy thiên diệt địa, giết người báo thù. Nam nhị vẫn đuổi theo nữ chính liếm chó. Nàng tâm mệt mỏi, dự định bỏ trọng trách mặt kệ lại bị tiểu sư đệ hắc hóa bắt về ma cung. Thiếu niên áo đen tàn tạ, tóc rơi lả tả, đuôi mắt hơi phím hồng. Hắn từng bước tới gần tô lệ ly, chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp khang khang, tà mị đến cực điểm sư tỷ còn muốn đi tìm ai? Thiếu niên từ phía sau nàng đột nhiên vòng tới, hơi nóng phun ra nuốt vào ở cổ của nàng chỗ, làm nàng tâm thần rung lên. Thanh âm thiếu niên cực nhẹ, lại làm như cực nhẫn nại. Sư tỷ chớ thích người khác. Ta sẽ nổi điên. Chương một. Thiện duyên. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Cố chấp thiếu niên bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Đào Liễu Trấn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Liễu Phủ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Yểm Ma bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Sẽ không mất khống chế Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Thanh niên áo trắng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Vương phủ kết giới Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét chương 9 nhân yêu khác đường bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét chương 10 đường tắt nến cùng từng uống bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét